Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giang Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, nhân tướng học là một bộ môn có thể giúp chúng ta đoán biết được tính cách, vận mệnh của một con người chỉ qua vài đường nét cơ bản trên khuôn mặt và cơ thể của người đó. Có rất nhiều cách xem tướng mặt và một trong số đó chính là xem tướng mặt theo ngũ hành. Xét về tướng khuôn mặt theo ngũ hành có thể khái quát 5 loại hành như sau: khuôn mặt hành kim, khuôn mặt hành hỏa, khuôn mặt hành mộc, khuôn mặt hành thủy và khuôn mặt hành thổ. Mỗi một tướng khuôn mặt lại có những đặc điểm khác nhau và có ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh cũng như tính cách của chủ sở hữu. Vậy, xem tướng mặt theo ngũ hành được xác định như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên là khuôn mặt hành kim. Đặc điểm khuôn mặt thuộc hành kim đó là trán bằng, mắt sâu, nhỏ, gò má cao, mũi khoằm và đôi môi mỏng. Về tính cách và vận mệnh, người có khuôn mặt mệnh kim cực kỳ độc lập, sống có phần tách biệt. Những người này kiên quyết và tập trung, kiên trì, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Sự tự kỷ luật cao độ của họ có thể khiến người khác cảm thấy yếu thế khi đứng trước những người này. Nếu không, những năng lượng kim được kiểm soát bởi những năng lượng khác có thể dẫn đến những cách hành xử mang tính ám ảnh, ép buộc và lo lắng. Nếu được định hướng tốt, người có khuôn mặt hành kim sẽ là một người thành đạt. Lời khuyên của thầy Gia Cát dành cho người sở hữu khuôn mặt hành kim đó là hãy học cách thư giãn để mang đến tiếng cười trong cuộc sống, đừng quá căng thẳng. Hãy sống thuận theo tự nhiên vì đó là cách để bạn có thể đối mặt với khó khăn vô cùng dễ dàng. Đặc điểm cơ thể của người hành kim đó là chân tay vuông vắn, thanh nhỏ, xương thịt cứng nhắc, nước da trắng, giọng nói ấm, vóc người vừa phải. Xét về tính cách vận mệnh thì những người này ăn nói nghĩa khí, kiên cường, nhẫn nại, tư duy sâu sắc, đầu óc linh hoạt. Họ là những người thẳng thắn, không a dua theo số đông. Những người này không nên kết hôn hay làm ăn với những người có tướng mạo nhỏ bé, dáng người nghiêng ngả, ít xương nhiều thịt. Nếu thân hình diện mạo đúng là hình kim mà bàn tay không phải thì đó là tạp cách. Nếu đúng về hình thể nhưng lại thiếu một vài yếu tố phụ, ví dụ như thân hình cao gầy, thịt không được chắc hoặc thịt nhiều hơn xương thì được gọi là liệt cách hay phá cách tùy theo từng trường hợp. Về vận mệnh, bất kể hình kim hay hình gì, nếu đúng tiêu chuẩn là đúng chân hình chính cách đều là tướng cách thượng thừa, không phú cũng quý. Thứ hai là khuôn mặt hành hỏa. Đặc điểm của khuôn mặt thuộc hành hỏa là má tròn đầy, đôi mắt to, rạng rỡ, hàm rộng, cằm nhọn và miệng rộng. Về tính cách vận mệnh thì những người này rất tự nhiên, thích phiêu lưu, hòa đồng và hướng ngoại. Bạn luôn khao khát sự chú ý của người khác, những người có khuôn mặt hành hỏa thường rất thích hợp làm trong ngành giải trí. Họ giống như một cuốn sách muốn bộc lộ tính cách của mình ra ngoài và khó có thể kiềm chế, thường không suy nghĩ nhiều tới hậu quả những hành động mà mình đã làm. Nếu mọi thứ có vẻ nhàm chán, những người này sẽ có khả năng khuấy động để cuộc sống trở nên sống động hơn. Những người này tuy có nhiều bạn bè nhưng thái độ bất chấp tất cả có thể dẫn tới thảm họa. Những người bị chi phối bởi hỏa thường chấp nhận rủi ro nhưng họ có thể mất tất cả mọi thứ mà họ đang nắm giữ. Đặc điểm cơ thể của những người hành hỏa: trán hẹp, cằm rộng, râu tóc ít, viền môi có ít ria, mũi to, lỗ mũi lộ, sắc mặt đỏ, giọng khàn, nhưng người có lễ nghĩa, người có nhân cách, tình cảm dạt dào, không giỏi tư duy trừu tượng. Người hành hỏa kỵ nhất là ngũ quan đều lộ. Bàn tay điển hình của người hành hỏa là ngón tay thon dài, búp nhọn gần như búp măng, đó là loại bàn tay tình cảm. Về tính cách vận mệnh thì người chính cách có tính nóng nảy, đôi khi liều lĩnh nhưng thường có kỷ luật và không buông thả. Họ thường thích hợp với võ nghiệp, văn chương và sớm phát đạt, nhưng phát đạt chóng thì tàn lụi cũng nhanh. Đây là trường hợp nếu hỏa hình thuần túy về mọi khía cạnh. Nếu da đen sạm và mập mạp thì vận mệnh không tốt.
trái lại lại rất cần tinh thần thanh thản, thân hình ngay ngắn, tiếng nói trong trẻo. Đó là điều mà tướng học gọi là hỏa hình kỵ thủy, nghĩa là người hình hỏa tối kỵ nhiều thủy chất. Thứ ba là khuôn mặt hành mộc. Đặc điểm của khuôn mặt hành mộc là trán cao, hàm mạnh mẽ, mắt to, mũi thẳng và dài, miệng hẹp. Tính cách và vận mệnh của những người này thì những người này rất bốc đồng, đầy tham vọng, cực kỳ tự tin và rất năng động. Họ là một cơn lốc những ý tưởng và kế hoạch. Những người này không thể chờ đợi để bắt đầu những kế hoạch mới nhưng lại dễ dàng nhàm chán khi chúng hoàn thành. Người có khuôn mặt mộc thường sẵn sàng đối mặt với những điều không rõ ràng. Họ hứng thú với những điều mới lạ và có xu hướng dễ cáu gắt với những người chùn bước trước trở ngại. Năng lượng tích cực, say mê của bạn dễ dàng làm lan truyền tới mọi người xung quanh. Đặc điểm cơ thể của những người mang khuôn mặt hành mộc đó là cao gầy, phong thái hiên ngang, thon dài, râu tóc thanh tú, tào nhã, màu da hơi xanh, nhưng tất cả đều ngay ngắn thẳng xuôi, các khớp xương lộ rõ, nhìn tổng thể từ trên xuống sáng sủa, mặt mày thanh tú, giọng cao trong trẻo. Người hành mộc kỵ nhất là thân hình nghiêng lệch, xương thô mà người béo. Bàn tay của người mộc chân chính rắn chắc ít thịt, các ngón tay đều gân guốc, chỗ tiếp giáp giữa các lòng tay nổi rõ, các chỉ tay đều nhỏ, mịn và dài. Đây là bàn tay mà xem tướng học gọi là bàn tay triết lý. Về tính cách và vận mệnh thì những người này thường xử sự ôn hòa, phong nhã, dịu dàng, khoan dung, ưa dùng trí óc hơn là cơ bắp, bản tính nhân ái từ thiện, dễ thông cảm với người khác. Nhưng ý chí, lập trường lại thường không kiên định. Bạn có thể tìm hiểu kỹ càng để chọn nghề nghiệp theo từ khuôn mặt. Ví dụ, như người thuộc mặt mộc thì sẽ có đầy đủ điều kiện hay gần đủ thường là phát đạt muộn, nhất là những kẻ có pha lẫn một số đặc tính của kim như là cằm, tai hoặc bàn tay vuông. Nhưng lại có số trường thọ. Nếu thịt bệu, da hồng hào, vai lệch, bụng lớn không phải là chính mộc. Đặc điểm của những người giáp mộc là hình dáng gầy ốm nhưng cao thẳng, dáng dấp hiên ngang, mắt mày có khí thế tươi sinh thanh nhã. Kẻ như vậy thì vận thế sẽ rất sáng sủa. Thứ tư là khuôn mặt hành thủy. Đặc điểm của khuôn mặt thuộc hành thủy là đôi mắt sâu và sáng với lông mi dài, trán rộng, lông mày mỏng biểu cảm, miệng rộng linh hoạt, cằm nhô. Tính cách vận mệnh của những người này thì họ là người rất sâu sắc, trực quan, linh hoạt, dễ thích nghi và là một người đồng hành tốt. Những người này thích sự đa dạng và sự thay đổi nhưng không vội vàng lao tới những việc mạo hiểm. Những người này hay cười, tạo cảm giác bề ngoài cởi mở, dễ gần nhưng thực ra lại rất bí ẩn. Những người có khuôn mặt thủy rất nhạy cảm, thường không biểu lộ điều đó ra bên ngoài. Đặc điểm cơ thể của người mang khuôn mặt hành thủy là hình dáng béo tròn, xương nhỏ, nhiều thịt, eo lưng tròn, vai chôn, mắt mày thô, mắt to, sắc da ngăm đen, giọng nói hơi gấp. Nhìn từ phía sau gáy có cảm tưởng họ đang cúi xuống, nhưng nhìn từ phía trước lại thấy như họ đang ngẩng lên. Về tính cách và vận mệnh thì những người này giàu tình cảm, giàu sức chịu đựng, trí tưởng tượng phong phú, thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, không vì béo mà ngại hoạt động. Về mặt cá tính, người thủy lanh lợi, khôn ngoan và đôi khi đi đến láo lỉnh nhưng lại không phải là người thâm độc. Phần lớn những người thành đạt trong các ngành ngoại giao, văn nghệ, trình diễn thuộc loại người hình thủy chính cách. Người hành thủy tối kỵ thịt bệm mà xương yếu. Bàn tay hình thủy chính cách có lòng bàn tay dày, mềm, ngón tay thon dài và rất đẹp, không có nổi rỗ rõ rệt ở hình mộc. Chỉ sau khi so sánh khuôn mặt, thân hình và bàn tay, ta mới có thể xác định mức độ thuần túy của người hình thủy. Có thể đầu, mình và khuôn mặt là hình thủy mà bàn tay là kim hoặc mộc. Lúc đó sẽ phải coi là tạp cách. Ngược lại, chỉ có bàn tay, khuôn mặt là thân hình chính cách, người mang hành thủy chính cách hoặc tạp cách đều tốt đẹp, là kẻ mạng vận hành thông, gia vận tốt đẹp. Thứ năm là khuôn mặt hành thổ. Đặc điểm của khuôn mặt thuộc hành thổ là quai hàm rộng, trán ngắn, rộng, mũi nhỏ, ngũ quan đều dày và tròn, sắc da vàng, lông mày dài, thẳng và mắt to. Về tính cách và vận mệnh thì những người này đề cao sự bền vững và an toàn. Đây là mẫu người ngăn nắp, cẩn thận, khéo tay và rất nhạy cảm, nhưng cũng là những người khép kín và nhút nhát. Họ khó mở lòng với một ai đó, nhưng một khi đã quyết định yêu ai, họ hoàn toàn trung thành và kiên định. Theo nhân tướng học, họ là những người đáng tin cậy, rất sâu sắc và phải mất một thời gian dài để có thể tha thứ cho sự phản bội.
Những người này hoàn toàn đáng tin cậy, sâu sắc, chu đáo và sẽ không làm bất cứ điều gì một cách vội vàng. Do đó, nếu có ai chê họ là chậm chạp, họ vẫn sẽ làm theo cách riêng của mình. Những người có khuôn mặt này có một ý thức mạnh mẽ về sự công bằng và nhận thức rõ ràng về điều sai trái và đúng đắn. Họ liều lĩnh và nhiệt tình với các dự án mới, không thực sự quan tâm khi chúng hoàn thành. Người có khuôn mặt thổ coi trọng gia đình hơn tất cả những điều khác và sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng những người thân yêu của họ được an toàn. Đặc điểm cơ thể của người hành thổ là dáng người không được thanh thoát, có phần nặng nề, vai gồ, eo to, nặng, xương thịt nhẹ. Nhìn thoáng qua thì những người hành thổ gần giống với người hành thủy, nhưng nếu xét kỹ thì người hành thổ lại khác người hành thủy ở những đặc điểm sau. Hình thổ chắc chắn, chậm chạp, nặng nề, còn hình thủy thì nhanh nhẹn hơn. Các bộ vị chủ yếu trên khuôn mặt của hình thủy là hình tròn nhưng không rắn chắc và rộng như hình thổ. Về tính cách và vận mệnh thì những người hình thổ chính cách cả về mọi khía cạnh thường là những người giàu có, trọng thực tiễn, nhẫn nại nhưng không hay cố chấp, đôi khi thâm độc khôn lường, tùy theo các bộ vị có quá độ hay không. Người thổ tối kỵ mộc trọc, nghĩa là ít râu tóc, mập mà thịt nhão, nổi gân, lộ xương và sắc da xanh. Đây là dấu hiệu của sự tổn thọ, công danh sự nghiệp đều khó thành. Tuy vậy, nếu thổ quá nặng nề, gần như trì trệ thì có đôi chút mộc chất lại là điều tối thích nghi. Trái lại, thổ hình có hỏa chất là năng động, sắc diện hồng hào lại là điểm rất tốt về vận mạng và thọ mạng. Ngũ hành nhận diện là hành mộc, hành kim, hành hỏa, hành thổ và hành thủy đều là các loại hành điển hình và thuần túy thường gặp trong nhân tướng học và cuộc sống hàng ngày. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh và không bỏ qua bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.